Nhiều đời nay, mai đào đã trở thành biểu tượng đặc trưng cho ngày Tết cổ truyền tại nước ta. Thế nhưng, hai năm gần đây, dân tình đã phải choáng ngợp trước giống hoa mai đỏ, độc lạ mang sắc thắm của đào miền Bắc kết hợp góc dáng mai vàng của miền Nam trong một chậu hoa xinh tươi. Với đặc điểm siêu lùn và sai hoa, mỗi chậu hoa mai đỏ có hàng trăm bông hoa tung nở, cành hoa dài đặc nụ, mọc thành từng chùm đua nhau khoe sắc rộn ràng. Ban ngày nụ hoa sẽ mở, nhưng đến ban đêm nụ hoa mai đỏ sẽ khép lại, nên hoa chơi được rất lâu và bền màu tận 2 tháng. Mỗi bông hoa có 5 cánh, tượng trưng cho ngũ phúc, khoái lạc, hạnh phúc, trường thọ, thuận lợi và hòa bình, nên dù giá bạc triệu, dân tình vẫn không ngần ngại chi tiền. Xuất thân từ nước láng giềng Trung Quốc và Nhật Bản, nên giống hoa mai đỏ rất dễ trồng, cho hoa chi chít chỉ sau 2 năm gieo trồng. Nếu hàng năm bạn đã quen với màu hồng sắc thắm của cành đào hay là màu vàng rực của cây mai miền Nam, thì bây giờ sự kết hợp khéo léo trong cùng một chậu hoa bonsai mai đỏ đã khiến nhiều người phải nghiêng ngả. Nhìn từ xa, chậu hoa mai đỏ như một quả cầu rực lửa, nhờ vẻ đẹp độc lạ nên hoa mai đỏ chính thức chinh phục được những người chơi hoa khó tính nhất. Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu cho bạn cách để trồng một chậu hoa mai đỏ từ hạt nhé. Đầu tiên, sau khi mua hạt giống về, bạn cho hạt giống vào khăn giấy ẩm, sau đó gấp lại và cho vào túi zip để trong ngăn mát tủ lạnh, nhiệt độ từ 4 đến 7 độ C. Hạt sẽ bắt đầu nảy mầm sau 4 đến 6 tuần. Khi hạt nảy mầm, bạn đem ươm hạt vào viên nén ươm mầm. Với viên nén ươm mầm, bạn ngâm với nước từ 3 đến 5 phút cho viên nén nở hết cỡ, bóc nát và trộn đều với đất, vùi hạt vào đó. Lưu ý để mầm hướng lên trên và không để hạt giống mới gieo ở nơi nhiệt độ quá 25 độ C. Khi cây cao khoảng 10 cm, lúc này bạn hãy đem ra chậu đã chuẩn bị sẵn để trồng. Mai đỏ thích hợp để nơi thoáng mát, đủ ánh nắng, không nên để chúng ở nơi quá nhiều gió. Lưu ý mỗi ngày hoặc cách ngày phải tưới nước một lần. Về sâu bệnh, cây mai đỏ có đặc tính kháng bệnh cao nên rất ít sâu bệnh phá hại. Như vậy, chỉ khoảng sau 2 năm, bạn đã có một gốc hoa mai đỏ tươi đẹp. Chúc các bạn thành công!